Trong ngày hôm nay thì Somac đi, Somac thấy có rất là nhiều những cái gian hàng đặc sắc, như là gian hàng dừa dát vàng này và cái gian hàng dừa bonsai rất là đặc biệt và mình thấy rất là đẹp nha. Phải nói là các nhà vườn, các nghệ nhân trang trí và làm rất là đẹp những cái trái dừa tưởng chừng như là thô sơ, khô ráp thô sơ, tưởng chừng như là bỏ đi, nhưng mà qua bàn tay của các nghệ nhân á, thì qua các nhà vườn của các nhà vườn, các nghệ nhân thì đã trở thành những cái tác phẩm nghệ thuật bonsai rất là đẹp để trang trí cho gia đình mình trong những cái ngày Tết cuối năm. Nắng mà bà con mới đi mua cây như này nè. Chốt được cho cô, chốt được cặp nào cho cô ơi? Cắt cá luôn hả? À. Rồi cô chốt được rồi. Rồi để vô so sánh luôn. Lượt cây đi cô chú ơi. Dạ đi vòng vòng tham khảo. Rồi lấy cặp luôn. Xin chào quý vị và các bạn. Somac rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo của mình, chia sẻ về không khí Tết chợ Hoa Xuân. Thì trưa ngày hôm nay Somac đang có mặt ở chợ Hoa Xuân bến Bình Đông, trên bến dưới thuyền, một trong những chợ Hoa Xuân cũng rất là đặc sắc của Sài Gòn mình nha. Ở trên là chợ Hoa Xuân với những cái nhà vườn, những gian hàng hoa đặc sắc, khoe sắc đón xuân. Còn bên dưới là những nhà vườn, những cái thuyền bè của các nhà vườn tất bật đi giao hoa, chở những cây cảnh để mà kịp phục vụ cho bà con đón xuân. Thì thưa quý vị và các bạn, hôm nay đã là ngày 23 Tết rồi, ngày đưa ông Táo. Somac cũng tranh thủ đi quay chia sẻ với quý vị và các bạn chút xíu cái không khí đón xuân của bà con mình trong năm 2024, Tết năm nay quý vị và các bạn nha. Thì không biết là tại chợ Hoa Xuân bến Bình Đông, bà con mình hưởng ứng cái phong trào Tết như thế nào? Thì bây giờ Somac sẽ rảo một vòng để chia sẻ với quý vị các bạn nha. Hôm qua thì Somac có quay chia sẻ với quý vị các bạn về không khí Tết tại chợ Hoa Xuân, công viên Gia Định. Thì mình thấy là các nhà vườn cũng đang tất bật đưa những cái cây cảnh, những cái cây trưng bày trong ngày Tết, giống như là cây đào này, rồi cây quất này, rồi cây những cái cây bonsai như là cây hoa giấy này. Rất là nhiều những cái mặt hàng cây cảnh trang trí trong ngày Tết. Thì bây giờ Somac sẽ đi một vòng chợ Hoa Xuân bến Bình Đông để xem là tại chợ Hoa Xuân bến Bình Đông năm nay trưng bày những cái mặt hàng gì, những cây cảnh ngày Tết như thế nào, và nhà vườn ở đây á có bán cây nào độc lạ hay không, và cây nào mà trước giờ mình chưa quay chia sẻ với quý vị và bạn hay không. Mình đi khám phá để hưởng ứng cái phong trào Tết của Việt Nam mình nha quý vị và bạn nha. Hy vọng là cô chú anh chị xem video trên kênh của Somac sẽ thích những cái video mà mình chia sẻ về chợ Xuân. Tại vì quý vị và bạn biết không, ngày gần Tết á, thì các hàng quán chay, bán đồ chay cũng nghỉ khá là nhiều. Vẫn có những cái hàng quán, nhà hàng bán xuyên Tết. Nhưng mà thì để Somac cập nhật chia sẻ với quý vị và bạn trong những cái video tiếp theo nữa. Còn những cái video chia sẻ về chợ Xuân là để kênh có thêm màu sắc xuân và đa dạng hơn, cũng như để cô chú anh chị kiều bào nước ngoài ở bên nước ngoài á, thì vẫn có thể xem được không khí đón Tết của bà con Việt Nam mình như thế nào. Rồi bây giờ Somac sẽ di chuyển luôn cô chú anh chị theo Somac tham quan chợ Hoa Xuân bến Bình Đông nhé. Trước khi mà Somac chia sẻ những cái hình ảnh đầu tiên với quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay, cô chú anh chị xem video nhớ, nếu thấy video hữu ích hãy đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh ủng hộ tinh thần cho Somac nha. Vì đăng ký hoàn toàn miễn phí để cho Somac có thêm nhiều động lực cũng như là tinh thần tiếp tục cái hành trình đi gieo duyên, chia sẻ ẩm thực chay, lan tỏa thông điệp ăn chay tới cộng đồng khắp mọi nơi. Cảm ơn quý vị các bạn rất là nhiều nha.
Trời hôm nay khá là nắng đó quý vị các bạn. Số bác nghĩ là mình phải chụp mũ lên chứ nắng quá. Bà con hiện tại vẫn đang đi mua sắm cũng như là đi tham quan chợ Hoa Xuân. Mặc dù là bây giờ là khoảng 11 giờ trưa rồi mà bà con vẫn đang đi tham quan nha. Hy vọng hôm nay sẽ là một cái video hay. Bà con đón Tết nhộn nhịp tại chợ Hoa Xuân Bến Miền Đông quý vị các bạn nhé. Nhộn nhịp quá. Rồi bên kia đẹp nè. Quá đẹp. Ơi đi luôn. Số bác đang dừng chân ở ngay khu vực sân khấu chợ Hoa Xuân trên bến dưới thuyền năm 2024 quý vị các bạn nha. Năm nay thì số bác thấy chợ Hoa Xuân trang trí sân khấu rất là bự và cũng rất là đẹp quý vị các bạn. Đó, rất là đẹp luôn ha. Hiện tại thì bây giờ cũng đang là khoảng tầm 11 giờ trưa. Mình tới chợ Hoa Xuân cũng vào cái giấc trưa để xem là bà con trưa nắng như thế này bà con có đi chơi chợ Xuân cũng như là mua sắm cây ngày Tết không nha quý vị. Đó, sân khấu ở bên đây là cái khu vực cho khán giả ngồi coi sân khấu này. Đó, rất là hoành tráng luôn quý vị các bạn. Ban tổ chức vẫn đang ráo riết những cái công đoạn chuẩn bị sân khấu hoàn thiện nha quý vị các bạn nha. Bây giờ Somax sẽ đi một vòng chợ Hoa Xuân trên bến dưới thuyền để cũng tranh thủ chia sẻ với quý vị các bạn cái không khí ở đây xem sao nha. Trưa nắng vậy đó mà bà con vẫn đi chơi Xuân và vẫn đi coi cây. Chưa biết cái lượng buôn bán như thế nào thì bây giờ mình sẽ cập nhật cho quý vị các bạn nha. Bên này là trang trí khu vực phố Ông Đồ này quý vị các bạn. Khu vực phố Ông Đồ bên đây ha. Rất là đẹp quý vị các bạn. Năm ngoái thì như không có cái khu vực phố Ông Đồ này. Trang trí cũng không có đẹp này. Hai con rồng này. Wow, đẹp quá. Đó. Rất là đẹp mắt quý vị các bạn. Bên đây là nhà vườn Mai Tết này. Nhà vườn Mai Tết ha. Mình đi xem coi có cái cây nào đặc biệt không nha quý vị các bạn. Những cái chậu mai Tết cho thuê này rất là bự luôn. Đó. Rồi bên này mình thấy có một cái gian hàng dừa dát vàng rất là đẹp quý vị các bạn, mình chạy qua coi nha. Dừa dát vàng. Đó quý vị thấy đằng xa không? Ở đây có hai chị cũng đang mua dừa nè. Dạ chào chị. Dạ. Đi chợ Xuân hả chị ha? À, chị đi chợ Xuân em. Dạ chị mua dừa hả? Mua dừa, chị đặt từ hồi nãy giờ cũng 2 tiếng chị chờ đó. Wow, đặt 2 tiếng luôn. Dạ. Dạ. Khách tới cũng nhiều lắm rồi à, khách đặt rồi chút chắc sẽ quay lại. Dạ. Là chị gần bên thôi chị chờ luôn. Dạ. Dừa này là mình dừa khách Phúc Lộc Thọ chị ha. À, chị chúc mừng năm mới rồi kia đó. Phúc em. Dạ. Chị đặt một cặp chú Phúc. À, một cặp chú Phúc. À. Dạ. Chị ở đâu chị ha? Chị cũng gần đây, ở Tùng Điển Vương nè em. À, gần dạ. Bên. Chị thấy năm nay chợ Hoa Xuân trên bến dưới thuyền năm nay so với năm ngoái thì như thế nào chị ha? Chị thấy hoa đẹp hơn em. À. Tươi, hoa đẹp, tươi hơn. Dạ. Và làm như là nắng nhiều hoa nó ra, hoa dạ. Rất là đẹp. Chị đi cũng đi chợ Xuân cũng giống em á, đi vào giấc trưa. Dạ, dạ. Đúng rồi, nhìn hoa rực rỡ. Dạ, rực rỡ ha. Trưa nắng nó có ánh nắng nó đẹp hơn đúng nhiều rồi. Chị ha. Mình dạ. Chụp hình nó cũng đẹp. Dạ, em cảm ơn chị nha. Chúc chị đi chợ Xuân mua được nhiều mặt hàng ngày Tết chị nha. Dạ, đón Tết vui vẻ. Dạ, cảm ơn em. Em dạ. Cũng chị ha. Dạ. Hai chị đi chung hả? Đúng rồi em. Hai chị đi chung. Dạ. Cảm ơn em. Dạ. Rồi em cảm ơn chị nha. Chúc gia đình mình đón Tết an khang thịnh vượng chị nha. Rồi sau mắt trò chuyện với chị gái chị đặt 2 tiếng mới mua được trái dừa đó quý vị bạn. Đó, dừa dát vàng ha, rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ quay cận cảnh để chia sẻ với quý vị các bạn nha. Đó, ở đây là một trái dừa
chúc mừng năm mới An Khang Thịnh Vượng này. Đó. Mình thấy có đề giá là 1.500.000. Đẹp quá ha quý vị ha. Quá đẹp. Năm nay thì có cái gian hàng dừa dắt vàng này rất là nổi ở đây quý vị các bạn. Chị gái đặt hai trái dừa Phúc đó là mình đặt một cặp bao nhiêu chị ha? 700 đó em. À một cặp 700. Dạ. Quá đẹp. Một cặp là mình đóng màu khung khay như thế này luôn á chị ha. Đúng rồi, dạ. Dạ, ở bên trong là rất là nhiều giá nha quý vị các bạn nha. Quý vị các bạn đi chợ Hoa Xuân trên bến dưới thuyền thì ghé vào đây tham khảo dừa dắt vàng ngày Tết nha quý vị. Rất là đẹp. Bên trong ông anh cũng đang khắc chữ cho chị gái, là chút xíu mình di chuyển vào trong trò chuyện với anh nha. Ở đây thì mình thấy là gian hàng Pháp Hạnh nha quý vị. Đó, gian hàng Pháp Hạnh rất là đẹp quý vị ơi. Phía bên này là có những cái câu đối đây này. Đó, câu đối ngày Tết cũng rất là đẹp ha. Bên kia thì số mắt đoán là chắc là khu phố ông đồ. Đó. Ở đây thì từng mặt hàng là gian hàng ở đây đều đề giá, anh đều đề giá hết nha. Như trái dừa này là trái dừa khắc chữ tài này quý vị bạn ha, 550.000. Rồi mình vô tham quan tí nha. Đây bỏ dép ra, bỏ dép ra. Đó, đi vô. Đẹp quá quý vị. Không có để đây. Đây nè. Đó, dừa dắt vàng nha quý vị các bạn. Wow. Trái này cũng rất là đẹp nè. Đó, thần tài. Đó, dừa dắt vàng thần tài quý vị các bạn ha. Giá là 350. Đây số bác thấy có để giá trên này. Đó. Trên này cũng còn rất là nhiều những cái mặt hàng ha. Giá đầy đủ. 300, 350. Rất là đẹp quý vị các bạn. Quý vị các bạn đi chợ Hoa Xuân thì vào tham khảo những trái dừa dắt vàng ngày Tết nha quý vị các bạn nha. Trái này đẹp quá nè, có rồng, có rồng uốn lên luôn nè. Wow. Rồi xem anh làm chút xíu nè. Dạ em chào anh nha. Chào em. Dạ. Xin lỗi anh ơi, bận tay anh không có tiếp các bạn bình thường được. Dạ vâng, không sao anh cứ làm cho khách đã. Tại vì mấy chị năm ngoái đã từng mua rồi cho nên dạ. Giờ mấy chị quay lại mua cho nên phải chờ lấy cho bằng được. À. Chứ dạ. Để chứ để em nghe chị giờ chia sẻ là phải chờ tới 2 tiếng đồng hồ. Xin lỗi hai bạn. Dạ. Tại vì cái này làm lâu lắm em. Làm cũng lâu anh ha. Thà làm nó đẹp chứ mình không có làm mẫu được. Dạ. Làm mẫu nó về chân không có đẹp. Rồi xem anh làm trái dừa Phúc, hai chữ Phúc luôn nha quý vị. Để cho chị gái này. Bạn thích hai chữ Phúc. Dạ. Dừa này mình gọi là dừa dắt vàng anh hả? Anh lấy cái trái dừa già. Dạ. Nó đẹp. Và anh dát cái lá vàng vào. Dạ, dát lá vàng vào. Cái lá vàng anh để bên kia kìa. Dạ. Em có thể qua đó em lấy mình cái hộp cho anh đưa cái lá vàng cho coi. Dạ. Thì mình đắp lên rồi mình phủ bảo vệ. Phủ bảo vệ lên. Phủ và phải có làm xong là phải phủ bảo vệ để mình đụng vào nó không có bị trầy á. Dạ. Rồi sau cuối cùng thì mình ra đây mình trang trí. Yeah. Cái này mình chơi chân lâu anh ha. Nếu mà trái dừa không có già lắm thì được khoảng vài tháng. Còn nếu mà thường thường mà mấy cô chú mà lấy từ năm ngoái tới năm nay thì chân được một năm hơn. Yeah. Tới bây giờ nó vẫn còn nguyên. Giờ vẫn còn nguyên. Thì nó hơi cực một chút xíu nhưng mà nó đẹp. Dạ. Yeah. Chút xíu mình qua bên kia mình coi những cái lá vàng dán vô trái dừa ha. Anh chia sẻ luôn. Xem anh làm chút xíu nè, rất là đẹp quý vị ạ. Xin lỗi nó hơi bê bối một chút tại vì mình bận tay quá. Dạ không sao anh. Đây cái lá vàng đây quý vị. Đây là cái lá vàng để mình đắp vào em. Dạ. Đi. Dạ rồi. Cho em xin phép nha. Rất là mỏng, em cứ cầm thoải mái. Dạ. Đây lá vàng nha quý vị các bạn. Đó, rất là mỏng luôn. Thì những cái lá vàng như thế này á.
anh sẽ dát vào trái dừa. Trái dừa này theo như anh chia sẻ thì trái dừa này cũng là trái dừa già anh ha. Trái dừa già. Dạ. Trái dừa rám. Cái lá vàng là có hai màu anh hả? Nó có 5 màu lận. À có 5 màu lận. Nhưng mà cái màu khác á, những cái màu khác màu vàng thì nó khó dát hơn, nó đắt tiền hơn. Ồ dạ. Coi như màu vàng là phổ thông hơn những cái màu kia anh ha. Đúng rồi, cái màu kia thì người ta ít làm, ít người sử dụng cho nên nó đắt tiền. Ồ dạ. Rồi anh cho em gửi cái lá nha. Dạ. Có cái, ở đây có cái trái nào mình đang dát cái lá vàng vô không anh? À, không có dát vàng ở đây em, tại nó bụi lắm. À bụi quá mình không dát được luôn. Cái lá vàng nó quá mỏng cho nên nó sẽ bay khắp nơi. À. Nó dơ lắm. Người mà ngồi dát vàng là hư cả bộ đồ luôn á. Dạ. Cái này mình phải trong cái môi trường không có bụi anh ha mới làm được ha. Anh phải làm xưởng ở nhà. Làm xưởng dạ. À, rồi dát vàng hết mấy cái dừa đó rồi mới đem lên đây chỉ để trang trí thôi. À. Với lại có một mình anh làm nên làm không có kịp. Dạ. Như em thấy đó. Anh cho em biết tên anh được không? Anh là Vinh. À anh Vinh, xưởng của mình là ở đâu anh Vinh ha? À, gọi là xưởng chứ là nhà anh ở Bình Chánh. À Bình Chánh. Dạ. Anh cho địa chỉ được không bà con, nếu dụ như là có thích chơi dừa chân á thì bà con liên hệ với anh Vinh ha. À, dạ tại Tết á mình mới làm, mình lên đây mình là ông đồ thư pháp nên mình cùng câu lạc bộ thư pháp mang cái dừa có áp dụng thư pháp lên để cho bà con thôi. Chứ bình thường mình không có làm. À bình thường không làm. À mình làm nghề khác làm thôi nè. Đúng rồi. Để làm đẹp cho cái hội hoa xuân thôi. Dạ. Chứ mình không có kinh doanh mặt hàng này thường xuyên. À dạ. Nói chung là trong những cái dịp Tết này kia mới đúng làm rồi. Những cái mặt hàng này anh đúng ha. Rồi. Tại vì những mặt hàng này nó phù hợp cho Tết nhiều hơn. Dạ. Tết có trên bàn thờ đứng chân trong nhà có những cái trái dừa thế này rất là rực rỡ. Dạ đúng rồi. À, anh thường thường anh mới làm chơi thôi. À, chứ cũng không có làm nhiều, nhưng mà sau này mọi người chấp nhận và thấy thích thì anh mới làm thêm để bán. Anh đang đính những cái bông hoa vàng vô trái dừa ha. Rất là đẹp. Có những bông hoa đỏ vàng thế này nó rực rỡ. Dạ đúng rồi. Hai trái này size cũng ngang nhau anh ha. À, thường là mình làm một cặp cho khách á thì mình phải tìm cái trái nó tương đồng với tương nhau. Tương đồng dạ. Mà nó cao bằng nhau, nó tròn bằng nhau. Dạ. Dĩ nhiên là nó không có thể nào mà nó giống như trái banh nó tròn quay được. Dạ, đúng. Nhưng mà nó sẽ phải tương đối. Nó tương đồng nhau. Đúng rồi. À, nhưng mà trái dừa nó có thể nó không phải là một cái vật thể nhân tạo cho nên là nó sẽ có mốp nó trầy, nhưng mà mình chỉ nhìn cái mặt mình sử dụng thôi. Dạ. Mình trưng bày thôi mà nó sọc sọc á, đôi khi cái trái đó là già để trưng được lâu lắm. Dạ, còn cái trái mà tròn quay á, thường thường là trái non. Dạ. Trái non trưng nhanh lắm, mấy tháng rồi nó đã hư rồi. Như một trái như thế này mình hoàn thiện thì mất khoảng thời gian bao lâu anh hả? Dát vàng là khoảng 20 phút. Dạ. Là ở xưởng á, còn nếu mà hoàn thiện mà mình trang trí xong á là khoảng 20 phút nữa là 40 phút mới xong. Dạ. Mới trái dừa lâu. Dạ. Lắm 40 phút. Nếu làm ẩu thì bao nhiêu cũng được, mà làm kỹ thì nó cần được lâu hơn anh ha. Được lâu hơn nhưng mà làm mất thời gian hơn. À, tức là nó phải thẩm mỹ nó mới đẹp thì người ta mới chấp nhận, chứ mình làm đại bán cũng không được. Dạ đúng rồi, đúng không? Phải đòi hỏi một chút xíu thẩm mỹ cho cái trái dừa nó lung linh hơn anh ha. Đúng rồi, nó đẹp hơn. Cái này để cúng chứ không phải đi chơi cho nên là anh làm cho nó kỹ chứ không có làm ẩu. Dạ. Cho nên cô chú thông cảm chờ chút xíu. Yeah. À. Đây nó gần hoàn thành, nó gần hoàn thiện chưa? Dạ, yeah, chuẩn bị hoàn thiện nha quý vị các bạn nha. Cái khu vực bên kia là những trái dừa bên kia là hoàn thiện hết rồi anh ha? Đúng rồi em. Thành phẩm hết rồi. Cái đó anh phải làm trước từ lâu chứ để cho bà con tới chờ lâu quá. Dạ. Yeah. Đây là anh chị có những cái đặc biệt yêu cầu riêng thì mình phải làm riêng. Dạ yeah, vâng. Xuống mắt thấy cái khu vực bên kia là có những trái vừa trái dừa dát vàng đã thành phẩm rồi này, và có những trái mới chỉ có dát vàng thôi đó, chưa có họa tiết nha.
Thì bây giờ mình sẽ qua bên đó mình quay chia sẻ với quý vị và bạn chút xíu. Rất là đẹp quý vị ơi. Thường cái trái dừa mà anh giác cái có râu á thì mình thường thường mình chỉ dán một chữ thôi, mình không có trang trí nhiều. Trang trí nhiều nó làm mất cái giá trị trái râu này nè. Giác cái râu lâu lắm. Em qua đó cái quay đi em. Dạ rồi. Mà em tự nhiên nha. Dạ rồi, em cảm ơn anh Vinh chia sẻ nha. Dạ. Đó, xong đó thấy có chú tới vừa mua vừa quay luôn. Thấy đẹp quá hả chú? Quay rất đẹp. Dạ. Về giới thiệu, chú quay về chú giới thiệu cho bà con tới mua. Cái này đồ hàng trang trí đẹp luôn. Dạ. Trang trí cho đẹp ngày Tết chú ạ. Tết 3 ngày xuân thôi. Dạ, đúng rồi. Quay đưa cho ta coi. Dạ. Đưa cho ta coi đặng cho bà con cô bác rồi gửi người ta xem là mình thấy mình coi cũng hài lòng. Ồ, trái của chị gái đẹp quá nè. Đây là dừa Bến Tre nè, làm rất là đẹp. Đó, đẹp quá. Đó là làm. Đó có họa tiết rồng vàng nè. Lộc. Năm nay là năm con rồng, năm may mắn của bà con cô bác. Mong bà con cô bác năm rồng này là trong năm 2024 và những năm tiếp theo chú ạ. Lên cho nó giàu có với giàu có. Ra khỏi ra được cực khổ nữa. Dạ. Năm sung sướng rồi. Dạ đó. Dừa lộc vàng nhá, lộc vàng hiện tại đó. Lộc vàng, rồng vàng. Quá đẹp. Quá đẹp luôn. Dạ. Chúc cô chú năm mới an khang thịnh vượng nha. Mấy anh YouTube cũng làm một năm an khang thịnh vượng nha. Dạ, cảm ơn chú nhiều. Làm ăn đâu là thắng đó nha. Dạ, cảm ơn chú nhiều luôn. Chú ở đâu chú ha? Ở quận 8 luôn. À, chú ở quận 8 luôn. Ở phường 1, quận 8. Dạ, chú thấy cái chợ Hoa Xuân trên bến dưới thuyền. Rất, năm nay là mình rất. Năm nay so với năm ngoái sao chú ha? Năm nay là rất là đẹp. Dạ. Sung hơn. Sung túc hơn. Đúng, năm hơn. Nay trang trí rất là đẹp luôn. Đẹp hơn đúng rồi. Đúng, năm vừa rồi năm hơn năm vừa rồi nhiều. Dạ, nhưng mà cây cũng đẹp hơn nhiều cây đúng không? Đẹp mà trang trí cũng đẹp. Dạ. Các cái luôn. Đó. Dạ rồi, cảm ơn chú nhiều. Rồi, xong bác sẽ quay từ từ những cái trái dừa chia sẻ với quý vị nha. Ở đây thì mình thấy rất là nhiều màu sắc luôn này quý vị các bạn. Đó, những cái lá vàng đủ màu ha. Như anh hồi nãy anh Vinh chia sẻ mình hình như là 5-6 màu á. 5-6 màu anh ha. 5 màu. 5 màu dạ. 5 màu hình đây, màu hồng nhạt này. Màu đỏ này, màu vàng này. Đó, màu tím này, màu xanh này. Đó. Đây là những trái dừa dát vàng mà chưa có trang trí, chưa có họa tiết nhiều ha. Đó, trái dừa khô, trái dừa già quý vị, dừa Bến Tre nha. Đó. Rồi trên này nữa nè. Dừa này là dừa râu đó. Dừa râu giá từ 350 cho tới 450. Có hai loại dừa nha, dừa có râu và dừa không râu. Đó, đây là dừa râu này, có cái râu dừa đó. Đó. Râu dừa thì cũng được phủ vàng lá lên rồi nha quý vị các bạn nha. Cửa hàng bán đúng giá. Đó. Còn dừa không râu á, dừa không râu là được họa tiết như thế này. À, vạn sự như ý. Đó, trái này là 300 này. Rồi bên dưới này là dừa đỏ này. Rồi trong này là dừa xanh này quý vị các bạn. Đó, dừa xanh lộc tài ha. Wow, đẹp quá. Lung linh. Còn trái bên đây thì là dừa thần tài nha. Đó, dừa thần tài 350 luôn. Đó. Trên này là ba trái dừa phúc lộc thọ. Ờ, ba trái dừa phúc lục thọ hình như 300 một trái. Phúc lục thọ 300 một trái hay sao đó, 300 một trái đó quý vị. Quá đẹp. Đẹp quá. Cảm ơn anh chị, cảm ơn hai bạn nha. Anh chủ cửa hàng rất là hiền quý vị bạn. Anh cũng rất niềm nở. Vui vẻ cho nó xuân thoải mái anh ha. Biến ngồi đây để mang lại niềm vui mà. Dạ xuân vui. Lời lộ tính sau. Dạ lời lộ tính sau. Cười cái đã. Cười cái đã đúng rồi. À,
ban tổ chức cũng muốn tụi mình ngồi đây để làm đẹp cho mùa xuân mà. Dạ, làm đẹp cho mùa xuân. Nên là buôn bán vui vẻ thôi, không có không có tính toán nhiều mà cũng không có nặng lời, chủ yếu là vui đã. Dạ vâng, chủ yếu là vui đã. Gặp nhau đã cười vui mùa xuân cái đã. Dạ. Công việc hơi cực nhưng mà vui em. Dạ vâng. Làm đẹp cho cuộc đời anh ha. Mọi người cảm thấy vui, thấy thích là được rồi. Dạ. Đó là phần thưởng lớn nhất. Dạ, tuyệt vời quá anh ơi. Trái nó trái thứ hai rồi anh. À, chị đặt hai trái. À, chị đặt hai trái, xong trái nãy rồi ha. Đúng rồi. Dạ, trái này lâu nhưng mà phải đẹp mới được. Anh, dạ, anh, đẹp mới được. Anh mới hoàn thành, còn không anh bỏ anh làm cái khác. À, dạ. Đó, tiêu chí của anh Vinh cũng khá là cao quý vị anh ha. Phải đẹp mới được nha. Khi bỏ thùng rác hơi nhiều á, tại vì thật ra có những cái dáng của nó không có phù hợp. À, dạ. Thì mình phải bỏ, chứ mình đôi người ta mang về để trong nhà không có vui. Dạ. À, nó không có đẹp là dạ. Không có. À, coi như là anh gửi hết tâm tư tình cảm vào trái dừa, những cái tác phẩm anh làm. Thì khi mà gửi đến tay khách hàng là về nhà chơi cho nó phải đẹp nó trong những cái ngày Tết nha quý vị và anh nha. Với mang một cái phong thủy may mắn trong ngày Tết nữa. Phúc tài lộc thọ. Đây là con rồng may mắn của năm nay. Con rồng may mắn của năm nay, rồng vàng. Rồng dễ thương quá. Cái này gọi là con rồng rồng lý lắc chứ rồng không phải lắc. Con rồng nghiêm túc. Dạ, yeah, rồng lý lắc chứ không phải rồng nghiêm túc. Đúng rồi. Mình có mua một con rồng bự để mọi người muốn chụp hình đó là ở đây cứ ôm chụp thoải mái. À. Không có tính tiền. Dạ. Yeah. Wow. Cho mọi người xem. Đẹp quá ha. Rồng này là anh mua cho bà con check in, chụp hình. Đó, chứ không có tính tiền nha quý vị. Đó, anh nói đó. Ê, em mượn con rồng. Ui, đẹp à. Đẹp. Chị, con rồng đẹp nè chị. Đó. Dạ. Dạ. Tính chụp chị tấm nữa ôm rồng nè. À. Nói cho chị chụp không? Chụp em gửi Zalo cho. Dạ. Đẹp quá. Thôi để chị chọn những cái mặt hàng Tết nha quý vị các bạn nha. Mình sẽ tranh thủ mình quay chút xíu nữa là mình sẽ tạm rời gian hàng của anh. Và đi chia sẻ tiếp với quý vị các bạn là chợ Hoa Xuân trên bến dưới thuyền nha. Đó, quý vị các bạn mà thích chơi những cái trái dừa Tết như thế này thì quý vị các bạn có thể tới và mình có thể đặt hàng. Đó, như là ba trái dừa Phúc Lộc Thọ ở đây này, rất là đẹp quý vị các bạn. Wow. Đẹp quá đẹp luôn. Dạ, mua hai giấy hả cô? Trời, mấy cái chậu này đẹp quá ha quý vị ha. Thấy có cô khách đang đi tham quan những cái chậu hoa giấy của nhà vườn ở đây. Và mình trò chuyện với cô tí nha. Chọn được cây nào chứ anh? Anh đi với cô hả? Anh chạy xe. À, anh chạy xe, dạ. Cô ở đâu qua đây mua cây anh? Không biết đâu, biết đâu. À, dạ. Nó phải đi xe hơi đó. À, đi xe hơi. À, hoa giấy đẹp quá. Rực rỡ quá. Chậu này bao nhiêu anh? Nãy giờ anh có hỏi giá. 250. 250 chậu hả? Ồ. 450. Dạ, một cặp 450. Một cặp bự như này có 450 thôi quý vị các bạn. Quá đẹp luôn. Cây bên này đẹp hơn nè. Cây đó triệu mấy. Triệu mấy luôn, dạ. Triệu 3. Triệu 3 cây. Hoa giấy này, hoa giấy gì anh biết không ạ? Em thấy nó đẹp quá mà không biết hoa giấy gì. Khá với độ dạ. Tùm lum á. Nó lai tùm lum á. Đẹp quá. Dạ, chào anh. Quý vị các bạn có biết hoa giấy này là hoa giấy gì không? Quý vị các bạn comment bình luận với Xuân Bắc nha. Chứ mình không rành cây kiện lắm quý vị các bạn. Đó, những cái chậu hoa giấy phải nói là khoe sắc rực rỡ đẹp lung linh.
Đây này, cái cây này cũng rất là đẹp này. Đó. Hoa này cái cánh nó khá là bự luôn quý vị các bạn. Đây quý vị các bạn thấy không? Cái cánh hoa rất là bự nha. Wow. Trời ơi, cái chậu này nó tím rịm luôn. Đó, đẹp quá. Rất là đẹp quý vị. Do là số mắc phải để xe ở ngoài quý vị các bạn. Nè, để xe ở ngoài đây, không có chỗ gửi xe. Để xe ở đây cho nên là không có vào quay đi với cô, coi cô mua cây được. Ưng được cây nào chưa cô? Dạ, đang ưng, đang coi. Cái này cũng vậy luôn hả? Cái này cũng vậy luôn hả đâu à? Anh ơi, cô hỏi cây nè anh ơi. Đâu? Cái đó là 300 cặp đó. Cái đó, cái kia là tới 500 một cặp lận. Cô đang hỏi người nhà. Một cặp có 300 thôi hả? Dạ. Dạ. Là có 150 cây rồi quý vị các bạn. Rồi. Mới hôm nay ngày đưa ông táo giá 500. Dạ. Giá thấp hạ sàn luôn. Dạ. À, đôi khi trả 100 nữa. Có trên TV 100. Dạ. Anh. Khách mua tấp nập này quý vị các bạn. Hình như cô chọn đường cặp rồi sao này? Sáng đông dữ lắm. Dạ, sáng đông. Bây giờ cũng nắng anh. Nắng mà bà con mới đi mua cây như này nè. Chốt được cho cô, chốt được cặp nào cho cô ơi. Cắt cá luôn hả? Cắt. À. Rồi cô chốt được rồi. Rồi để vô so sánh luôn. Mà thấy cái thân nó nhỏ. Thân con thấy như lượt cây đi cô chú ơi. Dạ, đi vòng vòng tham khảo. Rồi lấy cặp luôn. Để cho nó mát cây á cô. Mát cây mình mua là mình tỉa gọn nó đi là đẹp. Có à? À. Cô khoái nó kiểu lai lai màu. Dạ, hai ba màu của cô ha. Có bông trắng trắng vô. Dạ, nó đẹp. Nè nè, cô lấy cặp này cũng được nè. Dạ nè, lấy cặp này nè. À, dạ, đúng rồi. Trắng hết quá. Rồi lên xe luôn. Bao nhiêu cặp đây? Bao nhiêu cặp đây? Nhiều giá chú ơi. Nhiều giá nhiều cây. Rồi cô chốt hạ rồi, chúc cô năm mới vui vẻ cô ha. Dạ gia đình mình đón Tết an khang thịnh vượng. Dạ. Dạ. Cô đi về chưa hay là cô đi coi cây tiếp? Về luôn. À về luôn. Dạ. À, có thêm một chú với khách chạy xe hơi tới nãy giờ liên tục luôn quý vị các bạn. Phải nói là nhà vườn cây hoa giấy năm nay ở đây thấy nhộn nhịp nha. Đó, nhộn nhịp luôn á. Chậu, những cái chậu hoa giấy rực rỡ luôn quý vị các bạn. Quá đẹp. À, mình gặp khách là mình chào luôn cho nhà vườn luôn. Vô mua hoa giấy chú ơi.
ưng được cây nào chưa chú? Đang tìm nha. Đang tìm. Cô dạ. Nào cũng đẹp hết nè nha. Cô nào cũng đẹp lựa cái cô nào đẹp hơn nhất. Cái này nhiêu cặp nhiêu? Cặp nhiêu? Dạ cặp trăm. Có bớt không? Dạ có bớt. Hả? Có bớt luôn. Buôn bán vui vẻ. Dạ. Chú phải đi ra xa chú ngắm à. Khách nhộn nhịp luôn. Chú hỏi cặp này nhiêu anh nè? Dạ 500 luôn đó. Mình thấy thì anh mỗi lần anh coi là anh nhìn chậu nha. Nhìn chậu mới biết giá nha quý vị. Về chơi Tết mà chơi Tết vừa trồng luôn được chú. Chơi xong rồi chú thẻ. Đúng rồi. Dạ, là nó bông hoài à? Bông giấy nó dễ sống á. Chú mua cặp hả chú? Đang tìm. Dạ, đang tìm mua cặp luôn. Nắng quá quý vị ơi. Trưa nó nắng thôi rồi luôn. Mà bà con vẫn đi tham quan chợ Hoa Xuân rất là đông quý vị các bạn. Đây là chú đang mua cây hoa giấy này. Nhà vườn hoa giấy hôm nay mình đang đứng ở đây á, khá là nhộn nhịp. Rất là nhộn nhịp nha. Do là nắng quá xuống mắt phải chùm kín mít này. Cái ông nắng quá chịu không nổi. À, buổi trưa nắng như thế này á, bây giờ 12 giờ rồi, gần 12 giờ. Bà con vẫn đang đi để lựa cây. Nắng như thế này á, thì cái sắc hoa á, nó sẽ rực rỡ hơn. Màu sắc rực rỡ hơn nha quý vị các bạn. Mua cây anh ơi. À, đẹp quá. Như vậy là số mắc đi được gian hàng cây dừa dát vàng này. Đó, dừa trái dát vàng ha. Và gian hàng hoa giấy. Để chút xíu nữa mình sẽ đi tiếp nha. Gian hàng hoa giấy ở đây mình thấy rất là nhộn nhịp, khách tới rất là đông quý vị các bạn. Úi giời, đông quá nè. Để sẽ bắt quay chia sẻ với quý vị nha. Đó, khách rất là nhộn nhịp luôn nha. Vô coi chi tiết dễ mua hơn anh ơi. Mình nhìn cái dáng cây nó dễ hơn á. Chị gái đi đâu chợ hàng gì về tranh thủ coi luôn. Mình thấy hình như ông chú này chốt được chậu rồi nè. Đó, chốt được cặp rồi đó. Vô xem tí coi. Hai cây không chở được đâu chú ơi. Sao chú chở được mà chú đi có ba ga hai cây nhỏ rồi chứ khó khăn. Ờ, bự quá. Cái chú trả 400. Đấy,
Đây ông chú, ông đòi chở hai cây lúc luôn quý vị ạ. Với anh nhà vườn không biết sao, không biết tính sao đây. Hai cây chắc chở hai lần đó chú, chứ chở sao được. Chở hai lần. Đã hai lần hả? Chắc là chú ở gần đây. Chắc là chú ở gần đây quý vị. Rồi, chốt rồi mà đang còn lựa cây. Chốt rồi, còn lựa thêm. Rồi, một cây, chốt thêm cây nữa rồi. À, chú lấy cây này. Cây này đẹp. Ủa, cũng nhẹ quá anh hả? Khoan, để chú lót thêm, lấy đồ chú lót thêm. Khoan. Chú kỳ tính quý vị. Chú kỳ tính. Quay đầu xe lại đàng hoàng. À, chú là chuẩn bị sẵn giấy lót rồi đúng không? Dạ, 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 rồi, để quay xe. Đường này luôn nè, trời ơi. Đường nó qua cầu Nhiện Đường, quay vô phải không? Dạ. Để chú đi đường nào chú rành cho dễ anh ơi. Chứ hồi không rành đường chạy vòng mệt. Trời ơi. Rồi lên cây luôn anh ơi, lên cây luôn. Chú nhất quyết lên hai chậu luôn quý vị các bạn, để xem như thế nào nha. Rồi một chậu, chậu nó bự lắm à. Không được chú ơi. Rồi được, chú không chở được, để cho chú chở. Rồi chậu nào đâu. Chú lựa đi. Để lựa rồi, chú rồi. Sao chở trời? Nghe qua hảo á, có 150 giờ không chưa đi. Dạ. Ủa, tút hòa hảo lần hả? Xa mà. Trời ơi, có 150 á. Trời ơi, xa có gần đâu. Hai chạy luôn nha. Dạ. 150 không đi. Trời ơi, tao chở được, tao chở. Không, em nghĩ hồi cũng không chở được đâu. Cũng phải ấy à. Hòa hảo là lúc nào chưa biết nữa. Dạ, hòa hảo lúc nào chưa biết. Về khu ở bệnh viện Hòa Hảo nhưng mà chưa biết đường nào. Chà, cửa hàng hoa giấy đây tấp nập quá. Để xem lên hai cây sao nè. Trời ơi sao mà không biết sao chở luôn á. Chú đòi chở hai cây luôn. Cả vấn đề đó. Chú ơi. Ủa luôn chở bay rồi đi đường rồi. Có sao không chú? Rồi ràng lên cho chú luôn. Mình sợ chú ràng không có chỗ chú ngồi á, đi sợ công an thổi. Mà chú kêu Tết nhất thì chắc là công an không thổi đâu, đi luôn. Thổi à, đó, nó chạy qua đường lại, thổi uống một chai đó. Thổi không? Thổi chẳng thổi anh, giỡn à. Năm ngoái đó, đưa chạy qua bệnh uống một chai đó. Vậy hả, đó. Trời ơi, thổi à. Giam xe đó anh. Giam xe luôn á, dạ. Đó anh trai anh là chuyên chạy xe ở chợ Hoa Xuân đó quý vị ạ. Anh chia sẻ thêm đó. À, mình thấy xe của chú chợ ràng chạy kín luôn. Sao anh? Anh phát biểu ý kiến rồi. Em lấy cái kia đi, để giúp anh. Lấy cái bình ga đi chú ơi, chứ khỏi có đụng vô nó trơn, trơn trơn. Đó mà không đâu. Dựng trong đất lên mà họ đó. Cái lồng nó trơn lắm. Lồng ra đi.
Wow, pha này khó xử lý. Đúng rồi á, chú chơi miếng đó đó. Cái miếng đó nó đít. Chú chơi miếng đó là hợp lý đó. Không. Rồi thôi mình để cho chú ràng cây chú trở về nha. Mình đi quay chia sẻ tiếp. Chào anh. 400, 500, 300. Dạ. Tùy theo cây quá ha. Tùy theo cây. À, Xuân Bắc đang dừng chân ở một nhà vườn dừa bonsai quý vị các bạn. Đó, dừa bonsai, những cây dừa ở đây là cây dừa tươi nha. Rất là đẹp này quý vị ơi. Đừng ăn ơi má la này. Đó, ở đây là dừa bonsai bikini. Cái này rất là hay. Đó, dừa bonsai là họa tiết 12 con giáp nha quý vị bạn nha. Đó, dừa bonsai 12 con giáp. Ở đây thì cái hình đầu tiên là con dê này. Con dê. Đó, rất là đẹp ha. Và bên dưới là cây dừa tươi luôn. Đó, bên này là con mèo này. Mèo cõng vàng nha quý vị các bạn. Đó, mèo cõng vàng. Rất là đẹp luôn. Rồi di chuyển qua bên đây chút xíu. Đó, ngoài ra thì có những trái dừa khắc chữ, họa tiết chữ cha mẹ này. Đây là dừa bonsai cọp này quý vị các bạn nha. Bonsai cọp đẹp quá. Rồi bonsai rồng đó, họa tiết rồng Xuân Giáp Thìn nha quý vị các bạn nha. Rồi bên này đó, bonsai thần tài này đó, bonsai thần tài rất là đẹp quý vị. Đó quý vị thấy không, đẹp ghê luôn à. Wow, khéo tay quá quý vị ha. Ở dưới vẫn là cây dừa tươi nha. Đó, chậu này, tay này đầy đủ râu, quá đẹp. Đó, bonsai ra rồng Giáp Thìn này, cọp vàng. Ở bên kia thì mình có cả khỉ đó này, khỉ rồi cún cưng ha. Đó, năm tuất đó. Tùy theo chậu nha quý vị các bạn nha, dao động thì từ 300 cho tới 600. Đó. Ở đây là dừa bonsai 12 con giáp Hiển Long. Đó, nhà vườn Hiển Long quý vị các bạn ha. Dừa thần tài, dừa bonsai. Đầy đủ 12 con giáp luôn nha quý vị các bạn nha. Đấy, mình quay cận cảnh cho quý vị các bạn xem qua những cái họa tiết trên những trái dừa tươi, những cái cây dừa như thế này. Rất là đẹp quý vị các bạn. Độc đáo ha. Đó, lại một nhà vườn dừa nữa mà Xuân Bắc chia sẻ khi mà ghi ghé qua chợ Hoa Xuân, bến Bình Đông. Lúc nãy là nhà vườn dừa dắt vàng ha. Còn bây giờ là nhà vườn bonsai, dừa bonsai. Wow, đẹp quá. Đây, bên đây mình thấy cái cây này là cây dừa ôm quả dừa khô này. Rất là đẹp quý vị các bạn. Cây này thì không có họa tiết. Cây này mình nghĩ chắc là 300 thôi. Không có họa tiết thì nó chắc nó rẻ hơn. Đó, bên này một cây nữa này. À, bên này một cây nữa ha. Nhìn cũng rất là đẹp nha quý vị các bạn. Nó rất là xinh luôn á. Đó. Bên này còn dừa thì còn nguyên cái gáo dừa này. Đó. Nguyên vỏ ha. Đẹp quá. Này là hình con này con gì đây không biết đây. Mèo thần tài ha. Mèo thần tài. Đó. Đẹp quá. Wow. Rất là bắt mắt ha. Màu sắc đẹp rực rỡ luôn. Có gà trống nữa này. Đó. Gà trống ha. Thần tài. Đây, dừa bonsai 12 con giáp Hiển Long này quý vị các bạn. Có Zalo luôn ha. Đây cái cây này mình thấy đẹp nè. Cái cây này là cái cây cây dừa phía trên mà nó ôm cái trái dừa phía dưới quý vị các bạn. Rất là đẹp luôn.
Đó. Đẹp quá ha. Ôm trái dừa phía dưới nè. Wow. À có con ngựa nữa này. À, qua đây số mắt thấy con ngựa ha. Ở đây là con khỉ này. Đó. Qua bên đây thì thấy thêm được con ngựa. Đó, con ngựa này. Đó, quý vị thấy có giống con ngựa không? Y luôn. Đẹp quá. Màu ngựa này, đuôi ngựa này. Đó, mua may bán đắt. Rất là đẹp luôn. Đó, con này rồng này. Rồng giáp thìn ha. Con rồng này đẹp này. Con rồng này đẹp hơn con rồng nãy. Con rồng này đẹp quá. Con rồng này nhìn giống kiểu phim hoạt hình á. Barbie ha, đẹp. Đó, rất là nhiều luôn nha quý vị các bạn. Đẹp quá. Trên đây còn rất là nhiều những cái cây bonsai này. Ê, kéo tay, thùng bia nhậu chơi nè. Đó, đẹp quá. Để mình di chuyển qua bên này nha. Bên này mình thấy có một cái cây rất là đẹp. À, cái cây này cũng đẹp nè quý vị. Đó. Cái cây này cũng đẹp nè. Để xuống mắt mượn nhà vườn mình quay chia sẻ với quý vị bạn tí nè. Quý vị bạn thấy cái cây này nó lạ không? Đó. Rễ ở dưới này. Rễ ở dưới mà cây nó nằm trên. Đó. Cây nó nằm trên ha. Đẹp quá. Wow. Lần đầu tiên mình thấy luôn. Đẹp ghê không? Rễ này. Đó, rễ ở dưới ha. Cây tươi nha quý vị các bạn. Cây tươi đó nha. Quá đẹp. Rồi để xuống nha. Wow. Cây này đẹp hơn cái cây trên kia luôn. Quá đẹp. Qua qua đẹp. Rồi trên này cũng còn rất là nhiều những cây bonsai. Dừa. Đó. Đẹp quá ha. Cây này cũng đẹp này. Đó, nằm ngay bến Bình Đông, trên bến dưới thuyền. Đây đúng nghĩa là trên bến dưới thuyền luôn này, trên dừa dưới nước. Đẹp quá. Siêu đẹp. Rồi dê, gà, thần tài, khỉ, lồng. Đó, đầy đủ hết ha. Có cả trâu này. Đó, đây là con trâu này. Đó, bonsai trâu ha. Mèo, rồng. Đó, thần tài ngó cửa. Đó, đẹp quá. Rồi. Ê, kéo tay thùng bia nhậu chơi nè. Cái này không biết ai nghĩ, nhà vườn nghĩ ra câu này hay. Rồi gà ôm trứng nha quý vị các bạn nha. Đó, gia đình nhà gà. Gia đình nhà gà nè. Đó, gà trống nè, gà mái nè. Đó, trứng vàng nè. Đẹp quá. Rồi trên này gia đình rồng nè. Đó, gia đình rồng. Quý vị các bạn thân mến, như vậy là Showmax cũng đã vừa chia sẻ với quý vị các bạn những cái hình ảnh mới nhất của chợ Hoa Xuân bến Bình Đông trong cái ngày 23 đón ông Táo. Thì mình thấy là không khí tại chợ Hoa Xuân bến Bình Đông trên bến dưới thuyền, bà con vẫn đi chơi Tết và mua sắm những cái cây ngày Tết cũng khá là sôi nổi nha quý vị các bạn nha. Mặc dù là chưa nắng nhưng mà bà con vẫn đi mua cây và chở cây về nhà để trang trí cho gia đình mình đón Tết. Tạo cho gia đình mình một cái không khí sắc xuân ngập tràn màu sắc. Gian hàng tại chợ bến Bình Đông trong ngày hôm nay thì Showmax đi Showmax thấy có rất là nhiều những cái gian hàng đặc sắc, như là gian hàng dừa dắt vàng này và cái gian hàng dừa bonsai rất là đặc biệt và mình thấy rất là đẹp nha. Phải nói là các nhà vườn, các nghệ nhân trang trí và làm rất là đẹp những cái trái dừa tưởng chừng như là thô sơ, khô ráp thô sơ, tưởng chừng như là bỏ đi, nhưng mà qua bàn tay của các nghệ nhân á, thì qua các nhà vườn của các nhà vườn, các nghệ nhân thì đã trở thành những cái tác phẩm nghệ thuật bonsai rất là đẹp để trang trí cho gia đình mình trong những cái ngày Tết cuối năm, đón Tết cổ truyền. Thì cái gian hàng mà dừa bonsai á, xuống mắt thấy là kết hợp cả dừa khô và cây dừa tươi. Không biết
Số bác không biết sao lại như vậy, nhưng mà mình thấy rất là đẹp quý vị các bạn. Dừa bonsai 12 con giáp thì quý vị các bạn thuộc con giáp nào thì mình có thể mua, hoặc là mình mua đủ bộ 12 con giáp luôn về trang trí cho gia đình mình cũng rất là đẹp nha. Rồi, đó là những cái hình ảnh chia sẻ về chợ Hoa Xuân trên bến dưới thuyền. Số bác xin phép được kết thúc video ở đây. Bây giờ mình sẽ rời khỏi chợ Hoa Xuân và về nhà edit video để chia sẻ với quý vị các bạn sớm nhất nha. Mong là video ngày hôm nay sẽ được quý vị các bạn đón xem, ủng hộ cũng như là yêu thương kênh của Xuân Bắc. Cảm ơn cả nhà trong thời gian qua đã yêu thương kênh, ủng hộ kênh của mình nha. Bye bye, xin chào, hẹn gặp lại cả nhà nha. Mình cũng đã nắng quá quý vị ơi, nắng quá chịu nổi. Nắng quá. Rồi thôi, xin chào mọi người nha.